Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ ngày 23 tháng 4, các hãng hàng không bắt đầu tăng hơn 40 chuyến khứ hồi nội địa. Nhiều tiêu chí được đưa ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cho học sinh đi học trở lại. Tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục duy trì giãn cách xã hội đến hết ngày 3 tháng 5. Hà Nội hoàn thành rà soát các đối tượng thụ hưởng gói an sinh 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Lạng Sơn xử lý nghiêm hành vi nâng giá vận chuyển nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 23 tháng 4, các hãng hàng không bắt đầu tăng hơn 40 chuyến khứ hồi nội địa, trong đó nhiều nhất là chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hãng hàng không đầu tiên Vietjet công bố tần suất khai thác các chuyến bay khứ hồi nội địa với giá vé ưu đãi chỉ 9.000 đồng nhằm chia sẻ khó khăn với hành khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mức giá vé này được áp dụng từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 trong khung giờ vàng từ 12 giờ tới 14 giờ hàng ngày. Ngoài chính sách ưu đãi cho hành khách, mỗi ngày hãng còn khai thác các chuyến bay chuyên chở hàng hóa, chở miễn phí vật tư, trang thiết bị y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, đồng thời vận chuyển miễn phí các y bác sĩ và nhân viên y tế đi trên các chuyến bay của hãng. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh, các hãng hàng không cần kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, các chuyến bay thương mại Cảng hàng không Vân Đồn sẽ hoạt động trở lại từ đầu tháng 5 tới. Chiều ngày 22 tháng 4, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón 298 hành khách là người Việt Nam từ nước ngoài về nước và nhập cảnh an toàn. Tất cả các hành khách đều được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Sân bay Vân Đồn đã và sẽ tiếp tục đón thêm đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao của các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam quay trở lại làm việc. Trong thời gian tới, dự kiến đường bay Vân Đồn thành phố Hồ Chí Minh do Vietjet khai thác sẽ bắt đầu đón khách từ ngày 1 tháng 5. Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 16 tháng 5. Bamboo Airways khai thác hàng ngày từ 1 tháng 6. Đường bay Vân Đồn Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến một tuần từ ngày 16 tháng 5. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tiếp tục yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích hành khách đeo khẩu trang tại sân bay cũng như trên chuyến bay, đảm bảo khoảng cách an toàn tại các vị trí làm thủ tục. 100% đội ngũ nhân viên vẫn đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Dù được chính phủ xác định là tỉnh nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ thấp lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, nhưng rạng sáng ngày 23 tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi công điện hỏa tốc với chỉ đạo duy trì các giải pháp phòng COVID-19 và khôi phục tất cả các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh này sẽ kéo dài việc cách ly xã hội đến hết ngày 3 tháng 5. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh nới lỏng một số hoạt động như luyện tập thể dục, thể thao ở các trung tâm, dịch vụ, ăn uống, giải khát. Tỉnh cũng dừng hoạt động của các chốt kiểm soát giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các chốt thuộc địa bàn cấp xã, phường trong huyện, thị xã, thành phố. Từ ngày 23 tháng 4, các cơ quan đơn vị nhà nước thực hiện yêu cầu cán bộ, nhân viên làm việc đầy đủ tại trụ sở. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng chia các địa phương trong tỉnh làm hai nhóm là nhóm có nguy cơ gồm Hạ Long, Quảng Yên, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí. Những địa phương còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa tổ chức các đoàn kiểm tra vệ sinh trường lớp, điều kiện dạy học để đón học sinh các cấp quay lại học tập. Thành phố Hải Phòng có trên 4.000 học sinh các cấp. Các đơn vị nhà trường đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện các biện pháp khử khuẩn vệ sinh trường lớp trước khi đón học sinh đi học trở lại. Đối với việc đảm bảo chương trình học và kiến thức cho học sinh, các trường học cũng sẽ phân nhóm học sinh để hỗ trợ các em tiếp thu kiến thức tốt nhất theo khả năng. Học sinh khối 9 của bậc trung học cơ sở và khối 12 bậc trung học phổ thông Hải Phòng bắt đầu đi học trở lại vào ngày 23 tháng 4. Các khối còn lại đi học từ ngày 27 tháng 4. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hải Phòng diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, cho tới thời điểm hiện tại thì đã có một số tỉnh trên cả nước cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để chống dịch COVID-19. Với mục tiêu an toàn tuyệt đối thì mới cho học sinh đi học, Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra rất nhiều tiêu chí để thực hiện cho mục tiêu này. Tuy nhiên, không phải tiêu chí nào cũng khả thi trong khi điều kiện trường lớp ở nhiều nơi còn quá tải như hiện nay. Cái khoảng cách giữa các em học sinh là 1,5 mét. Và cái việc này thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có cái văn bản hướng dẫn cụ thể với các địa phương là cụ thể hóa cái văn bản số 550 trong cái điều kiện mới có dịch
thì sẽ thêm một số các yêu cầu để đảm bảo cái môi trường an toàn. Nếu đúng như yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, phải giãn cách 1,5 mét và một lớp không quá 20 học sinh là rất khó. Vì thực tế ở đa phần các trường của các thành phố lớn hiện nay, con số này vượt xa so với quy định, thậm chí gấp đôi. Như vậy, nếu muốn thực hiện đúng giãn cách, thì một lớp phải thành 3 lớp. Đối với các nhà trường thì thực sự khó khăn. Chúng tôi lấy ví dụ, một lớp học bây giờ là 400 học sinh. Nếu như đảm bảo giãn cách thì lớp học chỉ đảm bảo 20 hoặc dưới 20 học sinh và như vậy một lớp học thành đôi. Thứ nhất, về phòng học, với các trường mà cơ sở vật chất tốt có thể còn có phòng học để cho các em học tập. Với các trường mà vừa học sáng vừa học chiều thì không có phòng học để cho các em học tập. Quy định thì luôn được lý tưởng hóa đến mức tối đa, nhưng đôi khi áp dụng vào thực tế thì lại chỉ được ở mức tối thiểu. Giãn khoảng cách không chỉ là khó khăn đối với nhà trường mà ngay cả bản thân giáo viên. Bởi chia lớp thì đồng nghĩa với tiết dạy của các thầy cô sẽ phải công suất lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Quá tải về số lượng thì chất lượng sẽ khó đảm bảo. Với trường chúng tôi cũng như các trường khác ở địa bàn Hà Nội thì đa phần là số lượng học sinh trên một lớp học đều khoảng từ 40 trở ra. Và như vậy thì nếu mà chia một lớp thành 2 ca thì sẽ phải tăng số lượng giờ dạy cho giáo viên. Như vậy thì có khó khăn về thứ nhất là về phòng học, thứ hai là về sắp xếp thời khóa biểu. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đã là quy định thì bắt buộc phải thực hiện, còn không thì không được tổ chức đón học sinh trở lại. Còn nếu thực hiện không đúng hoặc không thực hiện được thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cần vào cuộc với các địa phương để có sự tháo gỡ, thậm chí phải xem lại quy định, tránh tình trạng trên cứ ban hành nhưng không biết bên dưới triển khai ra sao. Đấy là trong lớp học, thế còn ngoài giờ học, các em chơi thì chúng ta có kiểm soát được cái việc là giữ khoảng cách là 1 mét rưỡi đến 2 mét thôi. Rồi các em thì có thể nhắc trước quên sau, thì cái này chúng ta không thể đảm bảo được, cho nên cái quy định này rất khó. Thực hiện cách ly xã hội, người dân không được ra đường, nên chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị phải dừng hoạt động hoặc chuyển làm online. Như vậy, có thể thấy quy định đưa ra, nhưng kèm theo đó phải có giải pháp đồng bộ thì việc thực hiện mới hiệu quả. Còn quy định như của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra mà không có giải pháp thì cũng chỉ mang tính khẩu hiệu. Cho đến thời điểm này, tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng gói an sinh 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Cán bộ từ các tổ dân phố đã đến từng hộ để lên danh sách người được nhận trợ cấp do ảnh hưởng của COVID-19, đảm bảo không lọt sót đối tượng thụ hưởng nào. Tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch khi không có thu nhập. Cuộc sống vẫn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Rửa cái xe, bơm xe đạp, bơm xe máy, ngày thì được 30, 40. Ngày nào... Cái này thì là mình phải chấp hành đóng cửa thì cũng không có được một đồng. Không, trả được một đồng nào. Là người lao động tự do ngoại tỉnh, nhưng gia đình anh Tùng cũng nằm trong danh sách được hưởng hỗ trợ từ gói an sinh của chính phủ. Cả ba người trong gia đình anh đều làm việc tại cửa hàng dịch vụ ăn uống, nên đã phải nghỉ việc từ tháng 3. Dù chưa biết mình sẽ được hỗ trợ bao nhiêu, nhưng đó là niềm vui rất lớn với gia đình anh lúc này. Bây giờ ở nhà thì cũng là mình con nhỏ, nên là các thứ bây giờ nó cũng là đưa ra sự khó khăn và hạn chế rất nhiều. Bây giờ cũng thôi, trước cửa là thôi là ăn 3 bữa, bây giờ ngày nó chỉ có 2 bữa. Tuy nhiên, công tác rà soát nhóm đối tượng lao động tự do ngoại tỉnh cũng gặp không ít khó khăn do số lượng lớn. Chỉ tính riêng địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đã có gần 3.000 người. Đối tượng này không có quan hệ lao động và khó xác định được công việc của họ. Vì vậy, trong quá trình rà soát, tổ dân phố 13 phải đề nghị hỗ trợ thêm đối tượng vào danh sách thụ hưởng. Cái thành phần mà ví dụ như là không trong cái quy định của nhà nước, ví dụ như là bán thuê quần áo này, hoặc là những phu hồ mà thợ xây dựng ấy, làm thuê xây dựng này, hoặc là những công dân mà rửa xe ấy, tổ dân phố là cũng ghi. Theo thống kê từ các quận huyện, trên địa bàn thành phố sẽ có khoảng 50.000 hộ nghèo, cận nghèo, hơn 88.000 người có công và hơn 182.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Các đối tượng này sẽ sớm được chi trả tiền hỗ trợ vào cuối tháng 4 này và đầu tháng 5 tới. Xác định chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng thành phố Hà Nội cũng quyết tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Thành phố cũng dự kiến sẽ dành 7.000 tỷ đồng cho công tác này và đảm bảo tiền hỗ trợ đến được sớm nhất với người bị ảnh hưởng.
Ngày ngày nhặt ve chai kiếm mấy chục nghìn để duy trì cuộc sống, thế nhưng khi nghe loa phát thanh kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, gia đình ông Lê Văn Thúy và bà Đỗ Thị Huyền ở thôn Phương Trù, xã Tứ Sơn, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua một tấn gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Hiện gia đình sinh sống bằng nghề thu lượm ve chai, ngày nào nhiều thì được 70 đến 80 nghìn đồng. Cả gia đình, 3 người sống trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, tài sản lớn nhất trong nhà có lẽ là chiếc xe đạp ông đi hàng ngày. Mặc cho những khó khăn thiếu thốn, ông bà vẫn dành dụm toàn bộ số tiền tiết kiệm mua một tấn gạo tám thơm trị giá 15 triệu đồng để ủng hộ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Tứ Dân. Gia đình có tâm là thôi là mọi người cũng mọi người, lúc khó hơn lúc không. Là tôi đã mỗi người một đi một lai cho mỗi người qua bệnh tật đi. Tôi là người hàng xóm cảm động thấy người ta là rất có cái tinh thần ủng hộ và chúng tôi cũng không biết nói gì hơn mà cũng rất tự hào là cũng có con người mà hoàn cảnh như thế mà có một cái tư tưởng và hành động rất là tốt, mong muốn là cái dịch để qua đi để bà con nhân dân được trở lại cuộc sống bình thường. Những hình ảnh đẹp về tấm lòng của gia đình ông Thúy một lần nữa minh chứng rằng tinh thần đoàn kết, chung tay của mọi tầng lớp nhân dân đã tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần đẩy lùi đại dịch. Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2020. Lực lượng công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trong tháng 4 sẽ hiến 1.000 đơn vị máu tiêu chuẩn, kịp thời phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Công tác tổ chức và hiến máu thực hiện nghiêm những quy định về giãn cách xã hội, quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế. Ngày 22 tháng 4, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tổ chức phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Toàn bộ thị trấn có diện tích gần 27.500 ha, hơn 1.600 hộ dân với dân số là hơn 7.600 người. Trước đó, ngày 16 tháng 4 tại tỉnh Hà Giang, ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 268, sinh năm 2004, người dân tộc Mông, thường trú ở thôn Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Hiện bệnh nhân số 268 đang được theo dõi, điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Đây là ca bệnh có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt và hiện ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm với 358 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó 302 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn tiếp tục phong tỏa thêm thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên quyết định tiếp tục cách ly trạm y tế xã Thanh Thủy từ ngày 22 tháng 4 cho đến khi có thông báo mới. Cũng trong ngày 22 tháng 4, huyện Đồng Văn quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn để cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 16 tháng 4, tỉnh Hà Giang ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, nông dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng gia sản xuất nhưng vẫn duy trì đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Những ngày qua, nông dân tại vùng trồng cây quất cảnh ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đang tập trung chăm bón, cắt tỉa cành già để quất đâm chồi non, tạo dáng cây. Đây là một trong những khâu quan trọng để tạo nên giá trị của cây quất cảnh. Do vậy, bà con vẫn luôn tích cực bám đồng ruộng, áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng dịch, chủ động đeo khẩu trang, găng tay, không tập trung đông người, thực hiện đúng khoảng cách khi làm việc, giao tiếp. Hiện nay, huyện Khoái Châu có hơn 1.700 ha cây rau màu các loại, gần 1.600 ha nhãn và nhiều loại cây ăn quả khác. Bà con nông dân vẫn tích cực tăng gia sản xuất, chăm sóc, thu hoạch nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin về một số lái xe trong đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có hành vi tự ý nâng giá vận chuyển nông sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp để xem xét và giải quyết những nội dung trên. Từ ngày 10 tháng 4, tỉnh Lạng Sơn đã đưa vào hoạt động đội lái xe chuyên trách tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Tỉnh quy định mức giá tối đa chi trả cho tài xế chuyên trách trên mỗi chuyến hàng vận chuyển qua biên giới là 5 triệu đồng cho 2 ngày đầu. Đến ngày tiếp theo, chưa trả hàng xong là 2 triệu đồng và từ ngày thứ tư trở đi là 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện thông tin một vài lái xe chuyên trách lợi dụng chức năng nhiệm vụ để yêu cầu những chủ xe phải trả những khoản tiền từ 10 đến 17 triệu đồng cho quãng đường di chuyển 10 km từ bãi kiểm hóa hữu nghị Việt Nam sang bãi kiểm hóa hữu nghị quan Trung Quốc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng chỉ đạo công khai mức giá trần dịch vụ đã quy định để doanh nghiệp, chủ xe nắm rõ, đồng thời yêu cầu các đơn vị, lực lượng phối hợp thực hiện nghiêm quy định quản lý vận hành đội lái xe chuyên trách. Trường hợp lái xe nào đòi chi phí vượt mức sẽ bị loại ra khỏi danh sách lái xe chuyên trách. Rà soát đội ngũ lái xe để triệu tập, làm rõ đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định. Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Du lịch, tính tới ngày 22 tháng 4, có 63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo về tổng số khách nước ngoài có nhu cầu rời khỏi Việt Nam là 383 khách. Hiện có trên 3.000 khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc vì các lý do khách quan như cách ly do các hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến quá cảnh đóng cửa biên giới. Như vậy, số khách nước ngoài muốn về nước thời điểm này chỉ chiếm 10%. Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có khách nước ngoài kẹt lại do dịch COVID-19 trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ miễn giảm tiền phòng nghỉ, tiền ăn đối với đối tượng khách nêu trên, cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải thu xếp được chuyến bay đưa họ về nước. Thưa quý vị và các bạn, xã Hương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái về đích nông thôn mới từ năm 2017. Tuy nhiên, còn đoạn đường gần 2 km nối trường tiểu học đến các thôn vẫn chưa được bê tông hóa, khiến việc đi lại của bà con và các cháu học sinh rất vất vả mỗi khi trời đổ mưa. Theo phản ánh của người dân, đoạn đường thuộc xã Hương Thịnh đi qua thôn Yên Thành kéo dài gần 2 km nối từ trường tiểu học và trung học cơ sở đến một số thôn khác. Trong nhiều năm qua vẫn chưa được bê tông hóa, khiến cho người dân và các cháu học sinh đi lại rất vất vả, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bẩn. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đầu tư quốc lộ 31 đoạn từ huyện Lục Nam đi huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, xét đề nghị của tỉnh ủy Bắc Giang về việc sử dụng vốn ngân sách địa phương để đầu tư quốc lộ 31 đoạn từ huyện Lục Nam đi huyện Lục Ngạn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương xem xét kiến nghị của tỉnh ủy Bắc Giang tại văn bản nêu trên, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý cụ thể theo quy định. Mới đây tại khu vực xã Viên Cầm, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện và bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1983 và Mùa A Lùng, sinh năm 1964. Cả hai cùng trú tại huyện Mai Sơn. Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, một gói heroin, một khẩu súng kíp và một số vật chứng liên quan khác. Hai đối tượng đã khai nhận số ma túy trên được mua về để sử dụng và bán kiếm lời. Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và đơn vị liên quan đã phát hiện bắt quả tang 3 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường. Khi bị bắt, trên các tàu đang chứa 135 mét khối cát. Khi kiểm tra, các chủ tàu trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tăng vật, phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.